Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Hôm nay Mai chia sẻ đến anh chị em mình một số cách gói hoành thánh đơn giản mà lại đẹp mắt để món ăn thêm phần hấp dẫn hơn. Và cách gói như thế nào thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp với Mai nha. Đối với nhân hoành thánh thì Mai dùng rất là đơn giản. Ở đây Mai sẽ dùng là thịt xay, và để nhân được ngon, không bị sạm khi ăn thì mình dùng thịt có mỡ sẽ ngon hơn. Và đặc biệt, để nhân có độ kết dính khi ăn nhưng không có bị rớt ra thì chỉ cần mình làm kỹ thêm bước này nữa thì nhân sẽ rất là ngon. Trước tiên, với 300g thịt xay thì Mai cho vào 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê nước mắm ngon, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 ít hành lá cắt nhỏ. Rồi trộn đều lên. Anh chị có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi, bước này mới quan trọng nè. Bây giờ thì Mai sẽ dùng tay để nhồi thịt. Mình nhồi cho thật kỹ. Nhồi bớt càng lâu thì thịt sẽ có độ dẻo hơn. Với những bước đơn giản không cầu kỳ nhưng phần nhân rất là ngon. Thời gian nhồi tầm khoảng 10 phút là được. Nhồi được một lúc thì lúc này mình thấy thịt có độ kết dính nhẹ như vậy là được ha. Lá hoành thánh thì mình đến cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp ở chợ hoặc là đến cửa hàng bán bún mua đều có ha. Và Mai chuẩn bị thêm một ít nước lọc. Và bây giờ Mai sẽ tiến hành gói hoành thánh. Đây là các cạnh viền của vỏ hoành thánh nè. Đầu tiên thì Mai sẽ dùng tay chấm nước và thoa vào các cạnh của vỏ bánh. Rồi Mai sẽ dùng một muỗng nhân để vào ở giữa vỏ bánh. Để ăn hoành thánh không có bị ngán á, thì mình dùng tầm khoảng một muỗng cà phê nhân là đủ ha. Nếu như mà dùng nhân nhiều quá thì ăn sẽ dễ bị ngán hơn. Sau đó thì gấp đôi vỏ bánh lại. Mình gấp đôi như vậy để tạo thành hình tam giác nha. Sau đó thì mình miết xung quanh cho vỏ bánh dính lại với nhau. Lưu ý là mình dùng tay bấm chặt để vỏ bánh được dính chắc hơn. Rồi, đây là hai góc dưới đáy của hình tam giác nè. Mai sẽ dùng tay cũng chấm nước và thoa vào hai góc này. Sau đó thì mình gấp hai góc lại như vậy là xong nha. Đấy, chấm nước thì mình gấp lại như vậy thì bánh sẽ dính lại với nhau. Như vậy là đã xong một cái rồi nè. Rất là đơn giản ha. Và Mai sẽ làm lại thêm một lần nữa để anh chị quan sát cho dễ hơn nha. Với cách gói thứ hai này thì cũng rất là đơn giản, không cầu kỳ. Mai cũng sẽ chấm nước và thoa bốn góc của vỏ bánh nha. Rồi cũng cho một muỗng cà phê nhân vào ở giữa vỏ bánh. Đặt nhân vào ở giữa xong thì Mai sẽ túm lại bốn góc ha. Bốn góc của vỏ bánh nè, mình túm lại như vậy. Sau đó thì mình sẽ dùng tay nắn chặt các cạnh để nhân không có bị rơi ra ngoài. Nếu như mà thấy chỗ nào chưa dính á, thì mình chấm thêm một tí xíu nước để vỏ bánh dính lại với nhau nha. Như vậy là đã xong kiểu thứ hai rồi nè. Với kiểu thứ ba
thì Mai cũng sẽ thoa một ít nước xung quanh viền của vỏ bánh. Sau đó thì mình sẽ gấp lại thành hình tam giác như là kiểu 1 ha. Rồi sau đó thì mình miết chặt để vỏ bánh dính lại với nhau. Thì cách làm của kiểu thứ ba này nó cũng tương đương như là kiểu 1 nha. Rồi Mai cũng sẽ chấm nước vào hai góc đáy của hình tam giác. Rồi gấp chéo cao hai góc lại như vậy nè. Như vậy thì cũng đã xong rồi ha. Rất là đơn giản luôn. Nó cũng tương đương như kiểu 1 nhưng mà có hơi phá cách một tí xíu. Với cách thứ tư này á thì Mai sẽ cho nhân ở một góc dưới của vỏ bánh. Rồi mình sẽ gấp lại hai vòng. Mình canh sao á gấp lại tầm khoảng 2/3 của vỏ bánh là được. Rồi sau đó thì mình gấp chéo cao hai góc dưới đáy tam giác lại với nhau. Mình chấm thêm một tí nước để vỏ bánh không có bị bung ra. Rồi như vậy cũng đã xong rồi nè. Phần nhân bánh nằm trọn ở giữa rất là đẹp ha. Với kiểu gói thứ năm này thì Mai sẽ cắt tròn lá hoành thánh. Mình cắt tương đối thôi, không cần phải quá tròn đâu ha. Cắt xong rồi á thì bây giờ Mai cũng sẽ cho nhân vào ở giữa. Mình cũng cho một muỗng cà phê nhân vào ở giữa lá hoành thánh nha. Sau đó thì Mai cũng sẽ nhúng một ít nước và thoa đều xung quanh viền của lá hoành thánh. Tiếp theo, mình sẽ đặt một lá hoành thánh lên kính nhân lại. Sau đó thì mình sẽ miết chặt xung quanh để cho lá hoành thánh dính lại với nhau. Khi hai lá hoành thánh đã dính với nhau rồi, thì bây giờ Mai sẽ thoa một ít nước xung quanh viền của vỏ bánh. Rồi lúc này, chúng ta sẽ gấp xoắn vô trong. Mình gấp xoắn lại giống như là bánh xếp vậy ha. Mình cứ gấp từ từ cho đến hết vỏ bánh là được. Rồi như vậy cũng đã xong một kiểu rồi ha. Kiểu thứ năm cũng đã xong rồi. Rất là đơn giản và đẹp mắt. Bây giờ thì Mai sẽ qua kiểu thứ sáu. Với cách gói kiểu túi tiền là kiểu thông dụng nhất, Mai sẽ gấp thành hình tam giác xéo. Sau đó thì mình từ từ gấp hai cạnh dư bên ngoài vào. Mình cứ gấp từ từ như vậy nè. Khi mà đã gấp xong rồi á thì mình sẽ ấn chặt miệng túi lại để lá hoành thánh không có bị bung ra. Vậy là cũng đã xong thêm một kiểu nữa rồi nè. Kiểu này làm rất là nhanh luôn. Vậy là Mai đã chia sẻ xong 6 kiểu gói hoành thánh đơn giản và đẹp mắt rồi nè. Món hoành thánh này á, mình tạo thêm nhiều kiểu gói thì trong món ăn sẽ hấp dẫn hơn. Thành phẩm đã xong thì anh chị có thể mang đi nấu hoặc là chiên lên là có thể dùng được ngay rồi nha. Như vậy là từ nay chúng ta không cần phải lăn tăn là gói hoành thánh như thế nào cho đẹp và lạ mắt rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.